Xe ta băng trên chặng đường rừng làng quê ta băng đập suối đèo lội nữa. Long, cậu đi kiểu gì đấy? Đâm vào người ta rồi. Ơ này, rõ ràng là cả tôi và cậu đều đâm vào người ta. Mà thế nào mà trách nhiệm lại nhảy sang phát đầu tôi? Hả? Cậu cái gì? Này, hai anh kia, hai anh có thể nào mà để ý đến tôi một chút được không? Tôi xin lỗi cô. Tôi cũng xin lỗi cô. Này. Hả? Thấy cô ấy thế nào? Cái gì cơ? Long, đừng nói với tôi là rượu vào cậu ấy nổi cái thú tính lên đấy nhá. Nào, tôi thấy cô ấy cũng được mà, hợp gu tôi đấy. Dù sao thì cô ấy mới gặp cậu lần đầu đấy. Nhưng mà tôi cảm giác có cái gì lạ trong tôi lắm anh ạ. Cái gì cơ? Long bị dính tiếng sét ái tình á? Chắc là tôi nghĩ thế. Này, khuya rồi đấy, về nhà tôi ngủ không? Cũng hợp lý. Đi, đi đó. Xe ta vẫn trên chặng đường. Công. Long. Ok, nhìn kìa, cậu làm cái gì đấy? Tí nữa đổ hết cả da rồi. Nhìn cái kia. Này, tôi cũng thấy có duyên phết đấy. Cứ tưởng là mỗi hôm qua gặp thôi, ai ngờ hôm nay cũng gặp. Mà này, tôi nói thật nhá, chính ra cô này ăn mặc chỉn chu và nhìn phát thì khác luôn. Công nhận, nhìn phong cách thật, nhìn kỹ mới thấy đẹp. Thì người thương trong mắt hóa thành tây mà, đúng không? Chẳng phải là hình như ai kia cũng như vậy. Cái gì? Tôi chẳng liên quan. Này, cái hướng này chẳng phải đi về công ty FM à? Này, cô ta là nhân viên mới công ty ông à? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Thôi đi ông ạ, cái nhân viên nhỏ nhỏ bé bé thế kia thì xếp lớn đi ông sao biết được. Này, ông nghĩ sao nếu như ông chủ lại đi tán nhân viên của mình nhỉ? Nghe cũng hay ý nhỉ. Hay là tôi với ông cá cược đi. Tôi thề với ông là tôi đang tin rằng là ông sẽ không bao giờ tán được cô ta đâu. Nhìn cô ta trông kiêu kiêu đi. Cá cược? Thôi, làm thế thiếu tôn trọng người ta lắm. Có gì đâu. À, ông đang tự ti về bản thân mình chứ gì. Ông đừng mà khích tôi. Khích cái gì? Thôi, cá đi. Bây giờ tôi tán được thì tôi được gì? Cái tên tư bản này. Thôi được rồi, nếu như mà ông tán đổi thì tôi sẽ mất chung cái mảnh đất mà tôi đang đấu thầu. Nghe trời đấy nhở. Thôi được rồi, nếu như tôi tán không được, mảnh đất đấy là của ông. Ok, nghe thú vị đấy. Mời vào. Chào sếp ạ. Em đến để đưa báo cáo ạ. Anh cứ để đấy đi. Dạ vâng, em để đây nhá. Chào sếp ạ. Khoan đã. Dạ. Có chuyện gì cần em giải quyết ạ? Hình như là công ty chúng ta có nhân viên mới phải không? Vâng, đúng rồi. Cô ấy tên là Tường San. Nói về ngoại hình lẫn tính cách đều tốt. Năng lực chuyên môn khá là ổn. Mọi người ở ngoài kia đang nói về cô ấy rất là nhiều. Em đang tính mời cô ấy đi ăn cơm trưa. Nhân viên mới, mời mọi người đi ăn là cũng đúng thôi. Thôi được rồi, không việc gì đâu, cô ra ngoài làm việc đi. Dạ vâng ạ. Sao nhỉ? Tự nhiên lại hỏi về cái vấn đề nhân viên mới.
Bạch Đăng. Chào cô, cô còn nhớ tôi không? Anh là... Tôi là người hôm nọ ấy. Hôm nọ? Tôi nghĩ là... À, anh là hai người đàn ông say xỉn đúng không? Hôm đấy hai anh em tôi hơi quá chén. Chứ bình thường không như vậy đâu. Cô đừng hiểu lầm nhé. Tôi xin lỗi. Tại vì ấn tượng của tôi về hai anh là như vậy. Chứ thực ra tôi không có ý gì đâu. Cô còn nhớ tôi là tốt rồi. Xin chào, tôi là Minh Long. Tường Sang, chào anh. Nhưng mà tôi cũng không hiểu ý của anh lắm. Với cả tại sao anh biết là tôi làm việc ở đây? À, thật ra là tôi cũng làm ở đây. Thật sao? Tại sao tôi lại chưa thấy anh bao giờ nhỉ? À, thật ra là tôi làm ở bộ phận khác. Nên là chắc chúng ta ít chạm mặt nhau ấy mà. Vâng. À, thôi thế được rồi, bây giờ tôi cũng có chút việc, tôi đi trước nhá. Khoan đã. Tôi có thể mời cô dùng cơm với tôi được không? Thực ra tôi với anh cũng không có thân thiết với nhau lắm. Cũng chưa quen nhau. Với cả bây giờ dù sao thì tôi cũng có việc rồi. Chắc là tôi phải xin phép đây. Vậy hẹn cô hôm khác được không? Tôi... Nhá. Tôi không phải người xấu đâu. Cô đồng ý được không? Chắc là cũng được thôi. Vậy hẹn anh hôm khác nhá. Thật à? Được, vậy hẹn cô hôm sau nhá. Tạm biệt. Chào anh. Alo Vanh à? Tôi nghe đây. À, tình hình là Châu mới về nên là tôi quyết định là sẽ làm mấy món để ăn mừng ông qua nhà tôi luôn nhá. Hả? Chuyện của cậu sao yên lôi tôi vào? Căn bản là hai người thôi thì ngại lắm. Ông qua giúp tôi cái. Tôi có bận. Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Qua luôn đi nhá. Thôi được rồi. Tôi qua luôn đây thương ai. Một cái hợp đồng đổi lấy một bữa ăn tối cùng crush, cậu quá lời rồi còn gì nữa. Crush của tôi còn đáng sợ tôi đây này. Xin chào mọi người. À, cái thằng này đã bảo đến sớm nữa cơ. Ít nhất ông phải cho tôi thời gian tân trang lại diện mạo một tí chứ. Dù sao cũng đi gặp người đẹp mà. Anh Long, lâu quá không gặp. Anh dạo này nhìn phong độ quá. Ôi giời, bây giờ Long là chủ tịch của một tập đoàn lớn rồi đấy. Ôi, thật ạ? Em không ngờ đấy. May mắn thôi. Mà Vanh bây giờ cũng lên chức rồi còn gì. Ôi, thế á? Anh Vanh chả khoe với em gì cả. Thế được rồi, không nói mấy chuyện đó nữa, chúng ta ăn đi. Mời mọi người. Ôi. Dạ. À anh Long này, anh có người yêu chưa ạ? Hiện tại thì anh chưa có. Nhưng mà nó có người mình thích rồi. Vậy ạ? Không biết cô gái nào mà may mắn thế nhỉ? Mọi người ăn đi. À anh Long ơi, anh là chủ của công ty nào thế ạ? Hôm nào em ghé thăm được không? Công ty FM em ạ. Mà chính ra anh thấy em đến thăm chỗ làm việc của anh Vanh thú vị hơn đấy. À, thì em đều sẽ ghé thăm cả hai mà. Mọi người ăn đi ạ. Vanh, cậu đi đâu đấy? À, tôi ra ngoài mua thêm ít đồ nhắm. Ông với cả Châu cứ nói chuyện tiếp đi. Này, Vanh. Anh đi cẩn thận nhá. Anh Long, anh Long. Anh có phải là fan của phim Marvel không ạ? À, cũng có đôi chút. Em thích xem phim đấy lắm. Mà phim mới ra phần mới đấy. Hôm nào chúng mình đi coi nhá. Vậy cũng được. Anh ăn đi. Mày ngoan như thế này, thế mà người ta lại bỏ mày đi. Công nhận là mày đáng thương thật đấy.
con mèo này bị bỏ rơi ở đây một tuần rồi. Cô cho nó ăn đây à? À, mấy lần tôi đi ngang qua tôi thấy nó nên là tiện thể tôi cho nó ăn một chút thôi. À, tôi không phải người xấu đâu. Tôi chỉ là một kẻ đáng thương thôi. À, chúng ta có quen nhau sao? À, hôm trước tôi với cả bạn thân của tôi có va phải cô. Tôi có thể ngồi đây nói chuyện với cô một chút được không? À, là anh đi cùng với chàng trai đấy. Tôi có nhận ra anh rồi. Cũng không biết vì lẽ gì, nhưng mà chắc là tôi sẽ nghe câu chuyện của anh được đây. Có phải là anh và cô ấy đã quen nhau từ thời trung học đúng không? Đúng vậy. Ngày ấy Châu là một cô gái ngây thơ, trong sáng. Cô ấy nói rằng muốn tập trung vào thi đỗ đại học, còn chuyện yêu đương thì tính sau. Và cô ấy cũng chưa bao giờ nói thích tôi cả. Bây giờ cô ấy trở về, tôi đã mất rất nhiều công sức để đón cô ấy. Vậy mà cô ấy lại tập trung vào bản thân của tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi nghĩ là cô ấy coi anh như là anh trai thì hơn. Còn chuyện tình cảm thì... Hai người đang làm gì ở đây vậy? Bạn anh cũng đến rồi, tôi xin phép về trước nhá. Cảm ơn cô, phiền cô rồi. Vành, hai người nói chuyện gì với nhau đấy? Cậu nó nói gì với cô ấy? Bình tĩnh đi Long, bọn tôi chỉ vô tình gặp nhau thôi. Với lại làm sao mà tôi dám làm gì cô ấy cơ chứ? Vậy thì cậu ra đây làm gì? Trong khi cậu bỏ lại tôi ở nhà nói chuyện với Châu, rồi cậu ra đây ngồi nói chuyện với người tôi thích. Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất cậu đừng đến cô ấy nữa. Vậy thì cậu cũng tránh xa Châu ra. Tại sao? Tại sao cô ấy chỉ quan tâm tới cậu? Còn tôi thì sao? Tôi là cỏ rác à? Cái chuyện này tôi đã phải hứng chịu bao nhiêu năm rồi cậu biết chưa? Thôi được rồi. Đồ ngốc. Ý tứ của cô ấy rõ ràng như thế rồi cơ mà. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Cậu ngốc vừa thôi. Mà thôi, tùy cậu đấy. Nếu như cô ấy đã nói như vậy thì cậu tự biết mà đường lui đi. Tớ hiểu rồi. Thôi, đi về đi. Chắc là Châu đang chờ đấy. Biết rồi đồ ngốc. Cậu cũng là đồ ngốc. Đùa một tí. Làm gì mà nói chuyện căng thế. Đi. Chào anh ạ. Chào cô. Lâu rồi mới gặp. Vâng ạ. Không biết là có chuyện gì không ạ? Hôm nay cô có hẹn gì không? Không có ạ. Có chuyện gì? Vậy à? Tôi có thể mời cô dùng bữa trưa với tôi được không? Có thể ạ. Hẹn gặp cô buổi trưa nhé. Làm sao bây giờ, báo cáo của tôi vẫn ở trong này. À, cô đang viết báo cáo á? Ui giời ơi, tôi chết rồi. Không biết tại sao lại sập nguồn thế này. Có chuyện gì à? À, này, chào sếp. Có chuyện gì đấy hả Tường San? À, tôi cũng không biết nữa. Tự dưng tôi đang viết báo cáo thì máy ô tô lại bị sập nguồn. Để tôi xem cho. Này, này, cô quen anh ta đấy à? Ừ, thì đều là nhân viên ở trong công ty, quen biết nhau có gì đâu mà lạ. Cái gì? Nhân viên đấy. Này, cô có biết anh ta giữ vị trí gì ở trong công ty không? Thì hình như là anh ấy làm ở bộ phận kỹ thuật, chắc là điều hành máy móc đấy. Cái gì mà bộ phận kỹ thuật? Có mà điều hành nhân lực thì có. Sao lại là điều hành nhân lực? Anh ấy làm kỹ thuật mà. Ui giời ơi, ý tôi là anh ta xong là... Xong rồi này. Cô kiểm tra lại xem có mất gì không? Dạo này cậu vẻ nói nhiều nhỉ? Ừ? Tay chân rảnh quá à, đúng không? Không sếp, em đã nói cái gì đâu. Cậu đến kho
xử lý cho tôi mấy cái văn kiện, mà cả sổ sách nữa. Tôi sẽ bảo trợ lý đem qua cho cậu. Xử lý mà sai số liệu thì cậu về quê rồi, nhớ chưa? Sếp ơi, em mà làm mấy cái đấy chắc đầu em rụng hết tóc ấy. Ý cậu nói là trợ lý của tôi bị hói đầu à? Không, ý em không phải như thế. Ý em là sếp đừng có suy từ bụng ta ra bụng người. Tôi không quan tâm. Chuyện này phải đến tai trợ lý của tôi thì... Sếp, em xin chân thành, xin lỗi sếp. Em hứa là sẽ không có lần sau đâu ạ. Đi mà sếp. Em mà làm hết cái đống đấy chắc em tàu hỏa nhập ma mất. Thế thì về quê là xong. Dạ rồi, em sẽ làm. Sếp đừng nói nữa. Tôi đã kiểm tra xong hết rồi, mọi thứ vẫn ổn, cảm ơn anh nhá. Không gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Thực sự là cảm ơn anh nhiều lắm, làm phiền đến anh rồi. Từ sau lần sau cần gì cứ gọi cho tôi nhá. Dạ. Mà không biết là hôm nay anh có thời gian rảnh không? Tôi có thể nào mời anh một ly cà phê được chứ? Hôm nay tôi lại bận mất rồi. Hôm nay tôi có lịch hẹn gặp anh Vanh. Tên của anh chết tiệt. Hôm nào hôm nay lại hẹn đúng hôm nay. Vậy thì không biết là ngày mai có rảnh không nhỉ? À, tôi chỉ bận đúng có ngày hôm nay thôi. Vậy hẹn cô ngày mai nhá. Dạ vâng. Giời, sếp ngày nào chẳng có việc. Mày đặt lên le. Cậu có thì thầm cái gì đấy? À, thì em bảo là sếp lấy le với người ta. À. Thế à? Gấp đôi nhá. Em biết rồi. Sếp đúng là độc ác. Bóc lột sức lao động của nhân viên. Anh bị làm sao đấy? À, cậu ấy chắc là bị đau đầu mà. Đau đầu phải không? Vâng, em hơi bị đau đầu tí. Em thấy nhức đầu rồi. Thế thì anh có cần thuốc không? Để tôi lấy cho nhá. Không cần đâu, tôi tự đi lấy được. Thế thì tốt rồi. Thôi, cậu uống thuốc rồi về nghỉ ngơi nhá. Tôi đi trước đây. Tường Gian, tôi đi trước nhá. Dạ, chào anh. Tư bản, độc tài, giả dối. Trời ơi, sao tôi lại đen như thế này? Trời ạ. Vậy là tình cảm đối với anh ấy ngày một tăng thêm rồi. Mình cũng đã cùng anh ấy đi ăn, đi chơi, nói chuyện. Hôm nay lại còn đến nhà nữa. Không biết là anh có phiền không? Anh ấy liệu có ý gì với mình không nhỉ? Mong chờ quá. Sao mình lại nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Thật là tỉnh táo lại nào San ơi. Cô đến rồi à? Vào đi. Dạ vâng, chào anh. Làm phiền anh quá. Không có gì đâu, đừng khách sáo. Vào đợi anh trong phòng khách một chút nhé. Đây, chỗ này có lỗi này. Chỗ nào ạ? Đây này, ở đây này. Anh. Anh làm sao? Anh ngồi xa ra chỗ em một chút có được không? Tường San, em có định giả vờ đến bao giờ nữa? Em biết thừa là anh theo đuổi em công khai mà. Mà tại sao mãi anh vẫn chưa đổ anh nhỉ? Anh đừng có đùa em nữa. Em... Tường San ngốc nghếch. Anh hỏi thật nhá, em có thích anh không? Em có thích. Anh cũng thích em à? Tường San ngốc nghếch. Anh thể hiện chưa rõ ràng hay sao mà lại còn hỏi? Anh mới ngốc ấy. Anh làm gì đấy? Anh hôn người mình thích thì có gì sai?
Anh hỏi thật nhá, em có thích anh không? Em có thích. Anh cũng thích em à? Tường San ngốc nghếch. Anh thể hiện chưa rõ ràng hay sao mà lại còn hỏi? Anh mới ngốc ấy. Anh làm gì đấy? Anh hôn người mình thích thì có gì sai? Anh Long, trễ rồi đấy. Anh quên là hôm nay mình có hẹn à? Em tới đây làm gì vậy? Ô hay, anh hẹn em hôm nay đi mua sắm còn gì nữa. Đừng có bảo là anh quên đấy nhá, đồ vô tâm này. Chết, hình như là anh quên thật. Anh quá đáng thật đấy. Ơ, chào cô. Chào cô. Giới thiệu với em, đây là Tường San, bạn của anh. Chào Tường San, tôi là Châu. Chào cô, tôi là Tường San. Là cô gái mà Vanh nhắc đến sao? À, hóa ra mình chỉ là bạn của anh ấy thôi. Thế, cô có biết anh Long lâu chưa? À, tôi cũng mới quen anh Long thôi. Chúng tôi là đồng nghiệp. Đồng nghiệp á? Với chức vụ của anh Long mà cũng là đồng nghiệp được à? Ý của cô là sao? Tôi không hiểu lắm. San này, em đã xử lý xong chưa? À, thì ra là mới quen. Tôi và anh Long cũng quen biết nhau mấy năm rồi đấy. Cảm tình cũng tốt, kỷ niệm cũng không ít. À, vâng. Anh Long ấy, anh ấy tốt lắm. Anh ấy lúc nào cũng chu đáo với phái nữ. Tôi còn tưởng gặp ai anh ấy cũng thích cơ. Thôi được rồi. Tường San, anh xin lỗi nhá. Hôm nay anh quên mất là có lịch hẹn. Ngại quá. Dạ vâng, không sao đâu. Dù sao thì em cũng làm xong rồi. Thôi, em xin phép về trước đây. Ok, từ từ đã. Chúng ta chưa nói chuyện xong mà. Anh Long, hôm nay anh bảo đưa em đi mua sắm mà. Anh này, có cái váy này nhìn được không? Cô gái anh thích đấy à? Em biết khá nhiều rồi đấy. Em đùa tí mà. Khi nào thì mình xuất phát? Đợi anh một lát nhé. Là bạn sao? Khó chịu thật đấy. Tại sao mình lại có cảm giác như là mình bị trêu đùa tình cảm như này? Xin chào. Là anh à? Lại gặp nhau ở đây rồi. Này, sao cô lại ngồi ở đây vậy? Tôi chỉ đang ngồi để hóng mát một chút thôi. Thật á? Nhưng mà tôi lại thấy trông cô ủ rũ, giống y hệt cái con mèo hôm trước ấy. Anh lại đùa tôi rồi. Nhưng mà cũng lạ thật đấy. Tại một địa điểm cùng hai con người, nhưng mà lần này lại là tôi có tâm sự. Đúng là trùng hợp. Nhưng mà cái sự trùng hợp này xảy ra thật là kỳ diệu đấy. Kỳ diệu thật. Anh có cảm thấy vui khi mà gặp tôi không? Tôi không hề. Tôi cũng vậy. Mà anh này, tôi có thể hỏi anh một chút được không? Cô cứ hỏi đi, nếu mà giúp được gì tôi sẽ giúp. Tôi muốn hỏi về chuyện cô gái mà anh thích ấy. Châu á, cô ấy làm gì gây khó dễ cho cô à? Không có, chỉ là tôi hơi tò mò về cô ấy một chút thôi. Vậy là cô đã gặp Châu rồi sao? Ở đâu vậy? Tôi tưởng là hai người không biết nhau. Thì sáng nay tôi có đến nhà anh Long để làm một chút chuyện. Sau đó thì có gặp Châu, Châu đến nhà anh Long. Châu đến nhà Long? Vậy là bọn họ đã tiến đến mức ấy rồi cơ? Mức đấy là sao cơ? À, không có gì đâu, cô đừng hiểu nhầm. Mà có phải là anh với Châu đã học cùng nhau từ hồi cấp 3 rồi đúng không? Đúng vậy, tôi và Châu
đã có một khoảng thời gian rất đẹp với nhau. Hồi ấy cô ấy dễ thương lắm. Nhưng mà từ lúc lên đại học thì cô ấy dần thay đổi. Vậy còn anh Long thì sao? Hôm ấy cậu ấy cãi nhau với ông của cậu ấy là giảng viên của trường. Sau đó thì mọi chuyện ầm ĩ và cậu ta bị đuổi ra ngoài. Thật sao? Tôi không ngờ là ngày xưa Long lại có thời gian nghịch ngợm như vậy đấy. Sau đó ấy, tôi đã phải cầm cặp ra cho cậu ta. Và cậu ta chẳng nói chẳng rằng gì cả, lôi tôi đi ăn luôn. Có vẻ như là lúc đấy anh sẽ khó xử lắm. À, cũng có một chút. Thế nhưng mà chơi với cậu ta dần dần thì cảm thấy cậu ta là một người rất tốt. Thế nên là bọn tôi chơi với nhau đến tận bây giờ. Cậu ta là như vậy đấy. Nếu như mà Long có làm gì đó khiến cô hiểu nhầm thì cô cứ chờ nhá. Chắc chắn rằng bằng sự chân thành, cậu ấy sẽ giải quyết được mọi chuyện. Nhưng mà có vẻ như là tôi đã hơi mộng mơ một chút rồi. Cô đang hiểu nhầm chuyện gì à? Mà nếu có thì cũng mong rằng cô sớm phá bỏ được nó. Mà thôi, tôi có việc rồi, tôi đi trước nhá. Tôi xin lỗi, cảm ơn anh đã dành thời gian để nói chuyện với tôi nhá. Hôm qua chưa kịp nói chuyện hết với Thường San thì cô ấy đã về mất rồi. Tiếc thế. Thường San, chào buổi sáng. Hôm qua chúng ta còn chuyện gì để nói à? Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà. Tôi nghĩ là ở giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để mà nói cả. À, còn về việc cơm và nước ngày hôm qua, để bây giờ tôi đặt đồ ăn cho anh nhá. Em bị sao đấy? Em thấy không khỏe ở đâu à? Tôi ổn, không cần anh phải quan tâm. Anh xin lỗi. Em đừng giận anh nhá. Hôm qua em vẫn còn tốt với anh. Vậy mà sao hôm nay em lạnh nhạt với anh thế? Em tính bỏ rơi anh đấy à? Mong anh ăn nói cho cẩn thận. Anh nên chỉnh đốn lại từ ngữ của mình đấy. Chúng ta không có quá thân thiết với nhau như thế đâu. Tốt nhất anh nên giữ khoảng cách với tôi đi. Người ta gọi như thế là over đấy. Anh xin lỗi. Anh chỉ đùa một chút thôi. Tôi nghĩ là bắt đầu từ bây giờ anh nên biết giữ đúng khoảng cách giữa tình bạn của chúng ta. Như thế thì mới có thể làm việc được. Chắc chắn Tường San hiểu lầm gì mình rồi. Bây giờ phải giải thích thế nào đây? Ai nhìn mà quen thế nhở? Tôi không ngờ là anh lại có tính hài hước như thế. Mấy cái tiếp thả thính của anh ấy công nhận là hài hước thật đấy. Cảm ơn cô đã khen ngợi. À đây, tôi cho anh xem. Tôi cũng có đây này. Có vẻ là hơi kỳ lạ nhưng mà tôi lại cũng hay theo dõi mấy cái nội dung hài hước về tình yêu đấy. Có gì lạ đâu. Những cái người mà có sở thích lạ như thế này thì có nhiều mà. Anh Long, anh Long, bọn mình lại gặp nhau rồi, có duyên thật đấy. Kia có phải là Vanh với cả Tường San không? Này, sao bọn họ đi chung nhỉ? Lại còn có vẻ thân thiết nữa. Hai cái người này thật là đánh lẻ mà không rủ mình. Hay là họ có gì mờ ám với nhau nhỉ? Đi. Cảm ơn anh nhá. Ơ kìa, Long. Anh Long, anh làm gì vậy? Tại sao? Tôi đã bảo cậu như vậy rồi. Cậu cố tình không hiểu hay là cố tình làm như thế? Khốn. Cậu gọi tôi là tên khốn. Vậy thì cậu nghĩ cậu là loại gì ở tên đều kia? Rõ ràng cậu đã có trâu rồi. Vậy mà cậu vẫn muốn tán tỉnh Tường San. Chẳng nhẽ cậu muốn thắng cái vụ cá cược đến thế hay sao? Cá cược? Như vậy là sao hả anh Long? Tường San, em nghe anh nói đã. Phải, bọn tôi đã cá cược với nhau. Chúng tôi cá rằng xem cậu ta có thể tán đổ cô hay không. Và phần thưởng chính là mảnh đất mà bọn tôi đang đấu thầu đấy. Là như vậy sao? Tường San, ban đầu là vậy nhưng mà... Tường San, cô bị điên rồi à? Cô có biết anh Long là chủ tịch của SVM không? Anh Long là người cô muốn tát là tát à? Cô muốn mất việc à? Chủ tịch SVM? Hóa ra tôi chỉ là một con rối để cho các người chơi đùa thôi à? Tưởng sao? Em nghe anh giải thích đã. Đủ rồi.
Tôi không phải là một món hàng để cho các người chơi đùa đâu. Không, nghe nói hết đi đã. Ghê tởm. Tôi ghê tởm anh đấy. Từ bây giờ anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cũng đừng bao giờ nói chuyện với tôi. Tôi không muốn nghe gì hết. Tường San. Anh Vanh, sao anh có thể làm như thế với anh Long chứ? Châu, cô đừng có giả nhân giả nghĩa như vậy nữa. Trông buồn cười lắm. Anh nói cái gì cơ, tôi không hiểu. Tại sao hai người đến đây? Chẳng phải là cô đã bảo với Vanh chúng ta sẽ đến à? Đâu em à... Tôi biết ngay cô không phải loại hiền lành gì đâu mà. Rồi cô sẽ phải chịu hậu quả tất cả những gì cô đã gây ra thôi. Cô cứ đợi đấy đi. Anh Long. Tường San, em đến rồi. Anh cứ sợ là em không đến cơ đấy. Có gì thì nói luôn đi, đừng có mà dài dòng nữa. Đây là danh thiếp của anh. Anh là Long, chủ tịch công ty FM và là sếp của em đấy. Bây giờ anh đang giới thiệu đấy à? Em còn nhớ cái hôm mà chúng ta va phải nhau ấy. Hôm đó anh đã phải lòng em mất rồi. Là hôm đấy sao? Đúng. Rồi sau đó? Sau đó, ngày hôm sau đến quán cà phê, anh mới nhìn kỹ hình dáng của em, khiến anh thực sự không thể chịu nổi và anh muốn tiếp cận em. Cho nên là anh mới bắt đầu cá cực. Xin lỗi, đó là sự thật. Tôi nghĩ là cũng hết câu chuyện rồi. Tôi về được chưa? Thực ra, nhưng tình cảm của anh là thật. Em có thể cho anh cơ hội được không? Anh thực sự thích em mà. Cô ấy nói thật đấy. Chính xác là vào tối ngày hôm đó, cô ấy đã thật sự thích em rồi. Mặc dù là nói trong tình trạng say xỉn, thế nhưng mà vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Sao cậu lại ở đây? À, hôm nay tôi định đến để nói chuyện với cậu. Thế nhưng mà có vẻ như hôm nay không hợp rồi. Để hôm khác vậy nhá. À, với cả chuyện ngày hôm đó, tôi xin lỗi nhé. Cũng là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Cậu về trước nhé. Tôi xin phép. Em có thể tha thứ cho anh được không? Cũng chưa biết nữa. Hôm nay có quá nhiều thứ khiến tôi phải tiếp nhận, nên là chắc tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm. Vậy là tốt rồi. Anh hứa, anh sẽ không để em thất vọng thêm một lần nào nữa đâu. Mong là vậy. Từ San à, thật sự tôi cảm thấy rất có lỗi. Bởi vì những hành động mà tôi gây ra đã làm ảnh hưởng đến cô. Tôi xin lỗi. Không sao đâu, chỉ là lúc đấy tôi có hốt sốc một chút thôi. Chứ còn về nhà thì tôi cũng đã bình tâm lại rồi. Cảm giác mà bị người khác lừa dối, công nhận là không có dễ chịu gì. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh, vì anh đã lắng nghe tôi nhá. Người phải cảm ơn là tôi mới đúng chứ. Cảm ơn cô, trong những ngày tồi tệ vừa rồi đã lắng nghe tôi. Có gì đâu, trong lúc mà tâm trạng của mình không ổn ấy, thì có người tâm sự vẫn là tốt hơn mà. Nếu như mà cô làm như vậy, thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi nhiều hơn đấy. Vâng, họ đang ở chỗ hôm trước đấy. Đứng đúng cái chỗ đấy, anh đến mau nhá. Châu, cô đang làm cái gì đấy à? Làm cái gì à? Tường San, cô không nên giành người với tôi. Hết anh Long, giờ lại đến Vanh. Cô cũng cao tay thật đấy. Cô nói gì tôi không hiểu. Đừng quan tâm đến cô ta. Vanh này, từ khi nào mà món đồ chơi luôn đi theo sau tôi, giờ lại đi bám đuôi người khác vậy? Cái gì? Tình cảm tôi dành cho cô mà cô nói là món đồ chơi á? Ai bảo anh ngu ngốc? Tôi cũng đâu có cần. Được, xem như là những tháng ngày vừa qua tôi mù. Từ bây giờ tôi và cô đừng gặp nhau nữa. Nghĩ đây thèm. Cô đúng là tệ thật đấy. Tôi có tệ hay không ấy, cũng không liên quan gì đến cô. Cô ấy cũng chỉ là kẻ bại dưới tay tôi thôi. Anh Vanh này, tôi bắt đầu cảm thấy cảm thông với anh rồi đấy. Cảm ơn cô. Tôi cũng đang cảm thấy tự thương mình đây. Hai kẻ bại trận các người cứ thương nhau đi, để rồi xem ai mới là người chiến thắng nhá.
cô không sao chứ? Cô có làm gì cô ấy không đây? Anh nói gì vậy? Em làm sao mà làm gì cô ta được chứ? Người như cô làm sao mà tôi tin được? Anh đang nghi ngờ em đấy à? Cô không đáng nghi à? Anh Long, anh xem tôi như con rối thế à? Anh đang lợi dụng tôi đúng không? Tôi có nhờ cô làm gì à? Hai chúng ta có nợ gì nhau sao? Tôi không. Đây không phải là quả báo sao? Không, anh Long, anh nói là không phải đi. Anh nói là anh có thích em đi. Không phải là anh hỏi em thích gì à? Anh rủ em đi mua đồ còn gì? Cô tưởng bở à? Tôi có nói là tôi cũng mua đồ cho cô đó. Tôi chỉ là tham khảo thôi mà. Tưởng sao, anh không có đâu. Châu, đủ rồi đấy. Đừng đứng ở đây làm trò cười nữa. Bỏ tôi ra đi. Long, anh là đồ khốn nạn. Châu, đừng gây ồn ào nữa. Anh đợi đấy, đồ khốn nạn. Đã trễ rồi đấy, quý cô nên về nhà thôi. Không cần, tôi tự về được. Để anh đưa em đi. Không cần, anh để tôi một mình đi. Em yên tâm đi, anh chỉ đưa em về thôi. Anh không thấy em lên nhà đâu. Không cần thiết đâu. Tưởng San. Alo, Nhi à, em có thể mua giúp chị một ít thuốc được không? Chị đang bị đau bụng quá. Alo, Tường San, em bị ốm à? Tại sao lại là anh? Sao cơ? Em gọi cho anh mà. À, thế thì chắc tôi gọi nhầm đấy. Xin lỗi nhá, chào anh. Em bị ốm đấy à? Không có gì đâu. Nghe giọng em không ổn. Em cần anh giúp gì, em cứ nói đi. Anh giúp được, anh sẽ giúp. Vậy thì phiền anh mua giúp tôi một ít thuốc giảm đau được không? Được, em để anh một lát, anh sẽ đến ngay đây. Cảm ơn anh nhé. Em có đau không? Không cần anh phải lo. Anh có mua thuốc không? Anh có. Nhưng mà em đã ăn gì chưa? Không cần, đưa đây. Em đã đau rồi lại còn cáu anh nữa. Em đã ăn gì chưa mà uống thuốc? Không cần anh phải quản, uống thuốc trước là được rồi. Tí nữa ăn sau. Nhưng anh chỉ sợ em uống vào ấy, em bị đau dạ dày thôi. Đấy là chuyện của tôi, anh đừng có mà. Không quản cũng phải quản. Đến lúc đau ấy thì em kêu ai? Kệ tôi. Đừng cãi lời anh nữa được không? Nào. Cảm ơn anh nhé. Chỉ lần này thôi đấy nhá. Lần sau ấy, trước khi uống thuốc phải ăn vào. Ừ. Lý do lần trước em bỏ chạy cũng là như vậy luôn. Vậy em bị đau thế này mất khoảng mấy ngày? Cái này bị đau thì mất tầm 2 ngày là nó khỏi rồi. Mà chuyện vừa nãy tôi xin lỗi anh nhé, tại vì tôi đang đính kỳ, đây là tính tình không được tốt cho lắm. À, cũng tại tôi. Lúc đó tôi hơi nóng tính. Thôi,
cũng khuya rồi. Tôi về trước đây, cô nghỉ ngơi đi nhé. Cảm ơn, chào anh nhé. Ui, sếp ơi, bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa đưa được con nhà người ta về. Sếp đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy. Okay. Cảm ơn anh. Hôm nay là bó thứ 99 rồi này. Em đã hết giận anh chưa? Cái gì? Bó thứ 99 á? Ui, cô từ xa đây, cô đỉnh thật đấy. Hành được sếp đến tận bây giờ. Anh độc ác cũng có ngày hôm nay nhé. Vui quá nhở. Tôi vừa có một hợp đồng, tôi giao cho anh đấy. Ký kết mà thất bại, dọn đồ về quê đi. Nhưng mà đấy có phải là việc của em đâu. Tôi lại cứ thích giao cho cậu đấy. Tôi nghe nói ấy, là cậu quan hệ rộng lắm cơ mà. Này, làm cho tốt đấy nhá. Thôi sếp ơi, em biết lỗi rồi. Thôi, đừng cười nữa. Tha lỗi cho anh nhá. Đi đi. Mình yêu thêm lần nữa nhé em. Làm sao yên lòng khi anh chẳng ở.